23 tháng 10 năm 2023 tại Hội trường Trúc Lâm Học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội đã chính thức tổ chức khai mạc kỳ thi tốt nghiệp cho Tăng Ni Sinh Cử Nhân Phật Học hệ liên thông khóa 3. Chứng minh tham dự có Hòa Thượng Thích Thanh Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện, Thượng tọa Thích Đạo Hiền, Phó Viện trưởng Học viện, Giáo sư Cư sĩ Quảng Tuệ Lương Gia Tĩnh, Phó Viện trưởng Trưởng phòng Đào tạo Học viện. Hội đồng có sự tham dự của Đại đức Thích Đạo Mẫn, Chánh văn phòng Học viện, cùng quý thầy cô văn phòng, ban giám thị và 34 tăng ni sinh lớp cử nhân liên thông khóa 3. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, Đại đức Thích Đạo Mẫn thay mặt hội đồng công bố quyết định thành lập hội đồng thi và ban giám thị, danh sách tăng ni sinh tham dự kỳ thi. Đại đức cũng thông qua điều lệ nội quy kỳ thi để tăng ni sinh nắm rõ. Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện và Chư Tôn Đức Hội đồng Điều hành Học viện đã gửi lời chúc tăng ni sinh tự tin, bình tĩnh tập trung làm bài, đạt hiệu quả tốt nhất. Đây là mốc thời gian quan trọng. Thông qua kỳ thi, tăng ni sinh sẽ thể hiện được năng lực, sở học của mình trong suốt 6 năm học tại Học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 10 năm 2023, với 3 môn thi, lịch sử Phật giáo Việt Nam, Hán ngữ cổ đại và giáo lý Phật Pháp. Thời gian làm bài môn lịch sử và Phật Pháp là 180 phút, môn Hán cổ thời gian làm bài là 120 phút.